Giờ giả sử ha, mình ngược lại đi. Hồi nãy giờ là dịch anh Việt, anh Việt này, anh Việt này. Bây giờ tới dịch Việt Anh. Tôi có một câu cần dịch, đó là dịch vụ đầu bếp riêng. Chúng tôi có các đầu bếp tuyệt vời cho bữa tối hoặc bữa tiệc riêng của bạn. Các bạn xem thử. Mình có một câu bình thường thôi, nhưng mà bây giờ tham khảo bạn. Các bạn đừng có quá tự tin cho rằng mình biết từ mình sẽ được. Ở chỗ nếu cái nào cảm thấy không có sure, không có chắc lắm thì các bạn hãy lên mạng search liền. Ví dụ đầu bếp riêng, mình nghĩ nó là gì? Private chef chẳng hạn. Thì mình lên coi có nói về private chef hay không. Coi từ ngữ là dùng trong cái chuyện đầu bếp riêng này như thế nào. Rồi, tham khảo này, một đoạn văn tham khảo. Các bạn đọc đi, thấy người ta dùng như thế nào. Đây là một đoạn văn của người Anh viết trong một nhà hàng tại Anh. Nó viết cũng khá đơn giản các bạn, tuy nhiên sự đơn giản nó đẹp. Rồi, nó dùng chữ rất là hay. Đó, are the drivers for creative team of talented event caterers. Đúng không? Caterer này. What you like is what we want to deliver. Những câu rất là hay. Có chữ này này nó dùng nè. Bespoke. Mình lấy chữ này. Most importantly, our event catering and outside catering services are bespoke. Thì mình lại từ điển liền. Trong từ điển nó ghi thì bespoke là cái gì? Nó là chế riêng cho. Tôi nhớ hồi xưa lúc mà tôi đi may cái bộ vest đầu tiên, thì tôi để ý cửa hàng nó ghi là bespoke tailor. Bespoke có nghĩa là đặt hàng riêng, đo ni đóng giày theo cái cỡ của người đó. Như vậy dịch vụ này, dịch vụ trong bài này nói về cái gì? Nó dịch vụ dành riêng cho một người, dành riêng cho một nhóm người, đó là đầu bếp riêng đúng không nè? Như vậy mình đánh dấu một chữ, lát nữa có thể mình dùng đấy. Deliver nè, nó dùng deliver nè. Đúng chưa? Như vậy thì đầu bếp có thể deliver an experience, có thể là họ chữ này khó dịch tiếng Việt đúng không? Nếu mà dịch là giao thì đúng, đúng, giao hàng thì không đúng rồi. Dịch là gì? Đầu bếp có thể mang lại hay là đáp ứng được kỳ vọng. Nó deliver what your expectations are. Đúng nè. You can put your trust into chef in my kitchen. Đó, thấy chưa? Nhân dụng hay quá. Như vậy thì mình dịch là câu đầu, câu mình cần dịch nè. Thì mình đã có những chữ nào cần học được. Đầu bếp riêng có thể mình dùng là private chef. Hoặc là các bạn dùng cho bữa tối hoặc bữa tiệc riêng thì thay vì dùng private party nữa thì mình dùng chữ bespoke đi cho nó hay. Đúng không nè? Người ta dùng chữ bespoke mà. Các bạn nghĩ xíu coi mình dịch câu đơn giản phía trên đó bằng cách nào, bằng chữ gì. Rồi tôi gợi ý ha. Đây là bản dịch của một trong những học trò của tôi và tôi thấy bản dịch này khá hay. Tôi đưa lên đây. Private chef. Your bespoke dinners and parties shall be in the good hands of our exceptional chef. Bản này dịch có thêm tính từ vô hay quá trời. Đầu bếp tuyệt vời, exceptional ha. Cái chữ tuyệt vời cũng là một cái chữ rất tuyệt vời. Ở trong nó bị lạm dụng lắm mà. Ở đây cái gì người ta cũng tuyệt vời. Đặc biệt gần đây tôi thấy chữ đó bị lạm dụng, cho nên là các bạn hãy dùng nó cẩn trọng. Ví dụ khen ai đó thì các bạn dùng chữ khác ngoài tuyệt vời đi nhé. Tiếng Anh mình dùng nhiều chữ hơn. Exceptional nè, out of this world nè, thấy các thứ. Rồi câu này là câu hay, cho nên tôi đưa vào đây là ví dụ cho các bạn. Bài thì đang dạy là tương đương với lớp video trên hocphiendich.com và tương đương với lớp IT, sorry, tương đương với lớp translation online là TO, translation online. Tôi có cái lớp giống vậy nè, lên Zoom rồi nói chuyện với nhau rồi các bạn thảo luận với tôi là cách này dịch sao, cái này dịch sao. Có bài mẫu dịch xong rồi discuss với nhau ha, rồi thảo luận với nhau về cái nào là tốt hơn, cái nào tốt hơn chứ không chỉ nói là cái nào là đúng nha, cái nào tốt hơn. Tôi có một thái độ rất là thận trọng với chuyện đó. Thì trong lớp các bạn thích lắm, tại vì tôi cho các bạn một cái tư duy là mở rộng ra thế nào, rồi sửa lại câu thế nào, và mình muốn sửa câu này nó dài hơn thì sao, mà muốn ngắn hơn thì sao, rồi dùng từ cho nó kêu hơn, nó capture hơn thì sao. Đó là cái nhiệm vụ của lớp TO, Translation Online, cả hai phía Việt và Anh. Rồi, chúng ta xem bài kế tiếp. Đây là dịch từ Việt sang Anh tiếp. Đây là một cái brochure đã dịch cho khách hàng rồi. Viết rất là hay về tiếng Việt luôn. Nhưng mà đó là một thảm họa cho những ai muốn dịch tiếng Anh đúng không? Mà xem thử. Để mà đọc sơ qua đi, cảm thấy nó khó về cái gì? Này, ở đây các bạn thấy một số chữ rất khó khó dịch nè. Vùng đất nè, vùng đất thì nói là gì, the land, nghe cũng cũng được.
strip of land chẳng hạn, vùng biển nổi tiếng, vùng biển thì dùng seaside hay là sea gì đó đó, chọn lựa từ là một chuyện đúng không nè, nổi tiếng thì dùng chữ gì, well known hay là famous đó, các bạn chọn từ sao được chứ, nhưng mà nó phải gọi là liên liên mạch với nhau các bạn, xanh mát hay không, thanh bình quyến rũ, biển nắng vàng, biển xanh cát trắng đó. Rồi những cái này nói thường xuyên nè, nhưng mà nói tiếng Anh thì cả cả anh chị lớn. Tôi sẽ cho gợi ý nha, một bản dịch của một học trò của tôi mà gửi cho khách hàng rồi, cái này thật sự là đã làm rồi các bạn nha, không có cái nào mà tạo dựng hết trơn. Các bạn xem cái bản dịch này nó khá hay, khá hay. Ở đây là không có đổi cấu trúc, nguyên tới đây luôn, nó vẫn chưa phải là chủ ngữ, cái A B C D này mới là chủ ngữ này. Thì ở đây theo đúng thứ tự A B C D là chủ ngữ, rồi is động từ, phần phía trước là phần phụ của câu. Cách dịch phần phụ của câu như thế nào, mình không được chia động từ theo chủ ngữ của phần phụ này, lý do là nó không có cái gì để chia cả. 120 km from Ho Chi Minh City, in the vicinity of Bà Rịa Vũng Tàu, bỏ luôn chữ vùng đất, chỉ dùng là trong khu vực, in the vicinity of nha. Thì đây là mình đã hạn chế được từ, thay vì nói là in the land of hay là on the land of thì nó cũng nghe là biết văn dịch các bạn nha, còn cái nói là in the vicinity of là nghe nó nhẹ nhàng hơn liền. Rồi một vùng biển nổi tiếng, ở đây không có dùng chữ biển nổi tiếng luôn, bởi vì nó sẽ nói tới vùng sau, tới phần sau và quay xem là cái thứ đó là a renowned gem đó, gem luôn, một khối viên ngọc mà được được người ta đồn đại nhiều, renowned đúng không nè, in the south, đỡ biển phía nam đó, famous for its pristine beauty and fresh air, pristine hoang sơ đó. Ở đây dịch theo đúng trình tự nhưng cấu trúc của nó không giống thứ tự của câu tiếng Việt, các bạn nhớ nha, bởi vì mình có quyền đổi cấu trúc, đổi thứ tự làm sao để cho câu mình nó smooth, nó đẹp. Rồi ABCD is an entry into the green utopia, thiên đường xanh. Ở đây bạn nó đã dùng chữ utopia quá hay luôn. Utopia là gì vậy? Các bạn nào đọc văn học Anh như học Mỹ sẽ biết utopia. Nó là một vùng đất mà tưởng tượng không có thật, nơi mọi thứ đều quá tốt. Nó là too good to be true nha, một thế giới không tưởng. Tức là một cánh cổng vào thế giới không tưởng mà đầy màu xanh nha, xanh ngát bất tận. Rồi với nét thanh bình quyến rũ của biển xanh nhé, boasting absolute serenity and irresistible charms đó, các bạn đọc đi thấy tại sao tôi lại đưa đoạn này lên cho bạn này, dịch hay quá trời. Absolute serenity and irresistible charms of unbounded sparkling blue waters, golden sunshine, everlasting strips of powdery white sands, và những dải cát, strip of white sand là những cái dải cát và những dải cát trắng đúng không, kéo dài đến vô tận, dùng everlasting hay, chứ tại vì các bạn dùng stretching là lại khác, stretching giống như là đưa cái co giãn cơ đùi chẳng hạn, bài tập stretch đúng không nè, còn đây là everlasting, nó kéo dài tới mãi mãi luôn, everlasting love gì đấy. Các bạn thấy dịch Việt Anh cũng thú vị đúng không, nhưng mà các bạn hạn chế cái việc mà khoe chữ, đôi lúc nhiều bạn khoe chữ quá cũng không tốt. Ở đây bạn này khoe ở mức độ vừa phải, đọc lên là thấy rất hay và nó không đi lạc khỏi câu chính. Có nhiều bạn đọc lên thấy không giống gì câu chính chứ, thì tôi không được, tôi phải sửa. Bạn này thì tôi sửa rất ít,